Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Người Sài Gòn TV 5 nhé. Hôm nay mình sẽ đưa quý vị các bạn đi tham quan khu vực nhà bè đường Lê Văn Lương, và phía sau lưng mình đây là một cái dự án của Tài Nguyên Kenton, dự án mà hơn 10 năm nay đã để không, và hiện tại thì đang có dấu hiệu là chuyển lại cho cái đơn vị triển khai dự án mới là Novaland, nhưng mà mọi thứ vẫn còn nó cũng vẫn còn trì trệ lại nha quý vị các bạn. Mình không thấy có dấu hiệu là các cái khu công nhân thi công nha. Hôm nay là thứ bảy ngày 22 tháng 4 và mình là Nhật, kênh Người Sài Gòn TV 5. Chào quý vị các bạn. Dự án này có hàng ngàn căn hộ luôn quý vị các bạn nhé. Đây là nổi tiếng là có một cái sân khấu nhạc nước đầu tư là 3 triệu đô nhưng mà hiện tại cũng là bỏ hoang luôn. Thì hôm nay thứ bảy thì mọi người cảm thấy cái không khí rất là oi bức. Sài Gòn đang rất là nóng luôn quý vị các bạn. Cái con đường này là băng ngang qua là đường Lê Văn Lương và nối liền Nguyễn Hữu Thọ. Rồi bây giờ mời quý vị các bạn cùng tham quan coi là các những cái cây cầu mới ở trên đường Lê Văn Lương sẽ ngay xã Nhân Đức sẽ thay đổi như thế nào quý vị các bạn nhé. Rồi, let's go. Đường Lê Văn Lương này nổi tiếng với nhiều dự án của Hưng Lộc Phát và Hoàng Anh Gia Lai. Rất nhiều dự án chung cư của Hoàng Anh Gia Lai tập trung ở khu vực đường Lê Văn Lương, nhà bè. Cây xăng Hiệp Quế, cây xăng Comeco, rất là nhiều cây xăng tập trung ở đây, chứng tỏ đây là dân rất là đông, khu vực này dân đi xe máy đông lắm. Và đây là cái khu cổng làng đại học, khu dự án của Bộ Quốc phòng.
là ở trên cái con đường này, ở trên xuống tới cái địa bàn xã Nhân Đức là sẽ có một cái tổng kho đồ cũ, kho đồ cũ chuyên về đồ nhà hàng, khách sạn, cà phê, được sắp xếp rất là rộng rãi và khoa học luôn các bạn nhé. Tới đây bắt đầu thấy là nhà cửa nó phục vô để trừ cái mặt bằng cho việc mở rộng đường và làm những cái cây cầu, xóa những cái cây cầu tạm ở trên cái con đường này, này. Còn bê tông. Con đường này về hướng nam thì mình sẽ đi qua các cái xã Long Hậu, Phước Lại của huyện Cần Giuộc, và mình đi qua cái đò Thanh Tâm, rồi tiếp đó thì mình qua đò Ông Dũng là mình tới địa phận xã huyện Cần Đước của tỉnh Long An các bạn nhé. Cũng trên con đường này mình có thể chạy về tới thị xã Gò Công của Tiền Giang luôn. Mình đang đi qua cầu Ông Bố. Ở đây có một cái ngã ba, mình rẽ bên tay trái là mình đi về đường Phạm Hữu Lầu, về phường Phú Mỹ, quận 7. Đó, cái ngã ba trước mặt đó, ngã ba bên trái đó, mình rẽ bên Phạm Hữu Lầu. Đây là tới cái dự án cầu, cái nhà đang phục vào này để mở nhường đất cho hạ tầng. Phía trước trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Quỳ lại có một cái cây cầu mới đi qua. Vậy là hẻm 1419 là sẽ đi dưới chân cầu. Đây là một cái cây cầu Long Kiển mới, sẽ thay thế cầu Long Kiển mới bằng bê tông cốt thép nha, sẽ thay thế cho cầu Long Kiển bằng sắt, được xây giống như một cái cây cầu tạm từ rất là lâu rồi này. Đó. Cầu này nó duy trì rất là lâu rồi. Cầu này thuộc dạng cầu nông thôn mới, xây hồi xưa, sửa xưa quá. Đó, và sắp tới sẽ có một cái cầu. Cầu rất là hoành tráng luôn. Này phải là 6 làn xe luôn á. Đó. Đó, những cái nhà ta phục vô. Thêm xíu nhà cửa khu này đã bắt đầu khang trang lên rồi ha. Đúng rồi, có cây cầu đi qua là cái vùng đất này ít nhất sẽ thay đổi chút xíu, quán xá nhà cửa bắt đầu mọc lên. Và đây cái dự án là bắt
tên ra. Xây cái cầu xong không khí nó bụi ghê. Mưa câm. Rồi qua cầu Long Kiển là tới địa phận xã Nhân Đức. Ở đây là đường Nguyễn Bình nha quý vị các bạn. Đường Nguyễn Bình là cái hướng này đó là chạy thẳng về bên đài Sư Tích, còn cái hướng Nguyễn Bình này là chạy thẳng về Huỳnh Tấn Phát để ra cái ra ngay chỗ bến phà Cần Giờ, bến phà Bình Khánh đi qua Cần Giờ. Đường này có nhiều cây xăng của Hiệp Quế kìa. Như đi qua cầu này là hết Nhân Đức không? Cầu Rạch Tôm à, đây trước mặt là cái cầu Rạch Tôm phải không? À, đó cầu Rạch Tôm vẫn là cái cầu sắt, giống cầu Long Kiển, nhưng mà sắp tới sẽ làm cái khu này thôi, trước sau gì cũng làm khu này ha. Nó mở rộng cái đường, mở rộng thành phố đi xuống hướng phía bên Long An, Cần Giuộc là phải làm đường này. Đường cũng hẹp quá hả? Hai bên đường này nó hẹp, nó nhỏ hơn phía trên nữa. Đường này tầm bề ngang tầm khoảng 2,5 m, 3 m. Mỗi làn xe 3 m, hai làn xe 6 m. Thêm một cây xăng nữa nè quý vị ơi. Đi đường này là không sợ hết xăng, bởi vì cây xăng nó nằm nó rất là gần nhau. Cái quận mà khó tìm cây xăng nhất là quận 4. Đi cả quận luôn. Nó chỉ tập trung ở đường Tôn Thất Thuyết. Còn quận 7 nhà bè là cây xăng là vô tư. Có thể là do đất đai rộng, đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, ta đầu tư cây xăng dễ dàng. Đi về xã Long Thới này quý vị các bạn, đường Ngô Quang Thấm chạy thẳng về xã Long Thới. À, phía trên, là có một cái con đường này là đường đường cao tốc Bến Lức Long Thành Dầu Dây này. Chạy xuyên qua địa phận của huyện Nhà Bè là phía trên là đường cao tốc.
con đường này nó xuyên qua Cần Giờ luôn chứ hả, này chạy thẳng này qua Cần Giờ xong rồi chạy về đó. Đây km số 18 đó. Đây là cái phía trên là đường cao tốc quý vị. Chiều cường nhé, mỗi lần chiều cường lên là đường này ngập dữ lắm. À, đây là nghĩa trang xã Nhân Đức. Sắp đi qua cầu Rạch Dơi. Cầu Rạch Dơi nghe chắc là gần cầu gần cuối. Cầu cuối của xã Nhân Đức. À đây có công viên. Đó xa xa là cái cầu vượt của đường cao tốc. Qua Long Hậu rồi, đây là qua địa phận Long Hậu, Long Hậu của xã Long Hậu của huyện Cần Giuộc Long An, đó qua huyện Cần Giuộc Long An. Đường này là đường liên tỉnh này, tỉnh lộ 826C, đường mé bên nhà bè của thành phố Hồ Chí Minh gọi là đường Lê Văn Lương nhưng qua đây gọi là đường tỉnh lộ 826. Đường này sẽ nối Cần Giuộc, Cần Đước rồi đi qua đò cô tẻ, bến đò Cô Tẻ là qua đến thị xã Gò Công Đông và thị xã Gò Công của tỉnh Tiền Giang. Con đường này đặc biệt là không có xe hơi chạy luôn quý vị các bạn nha, chỉ có xe máy thôi. Đúng rồi, đường này mình đâu thấy xe hơi đâu hả? Ít luôn, chỉ xe 4 chỗ thôi chứ đâu xe mà xe lớn mình thấy ít, hiếm lắm. Xe 4 chỗ thì có nha quý vị các bạn. Rồi nếu quý vị và các bạn muốn đi tham quan nhà Trăm Cột ở Cần Đước thì mình có thể đi đường này, đạp xe đạp cũng được nữa, đi đường này thì nó sẽ vắng hơn, tránh được nỗi lo xe tải ở bên cung đường quốc lộ 51, quốc lộ 50. Rồi hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở clip khác nha, bye bye.